Thường hay mắng mấy năm thân con gái trèo leo mà làm gì, tôi thấy tủi thân ước gì tôi là trai để tung hành đây đó xem ai tài mà hơn ai. Bây giờ tôi là cô gái trong nghề cầm chắc tay bay, chung tay xây dựng nên bao ngôi nhà mới. Bây giờ tôi là cô gái nửa tuổi mới tám đôi mới tung đôi cánh rộng ước mơ. Xây dựng lên cuộc sống mới không còn những vết thương đau.